rồi đó, ok, được rồi, đó đi chơi chơi ha. Rồi tới thằng kia cái bác ngồi trở lại, bác trai tới đây bỏ đai xuống. Rồi mọi người lấy cái đai. Trời ơi, đi yếu quá hả? Yếu quá hả? Còn yếu quá hả? Qua đây ngồi đây. Đó. Bác là yếu nhất hả? Loãng xương nặng lắm ạ. Loãng xương nặng đó. Chân tự gãy ngón luôn. Rồi bác ngồi đây. Tự gãy ngón luôn. Tự gãy luôn. Dạ. Đấy. Đó là thôi mà không cần coi đâu. Không cần. Bác ngồi gần nhìn là thầy. Nhìn thấy rồi lấy chán rồi lại gần đây này. Bác như này. Trời đất ơi. Bây giờ á mà muốn cho cái xương nó tốt nó lại là mình không có điều trị theo phương Tây. Tức là hồi trước tới nay á, cái quan niệm người ta nói á, là loãng xương là dùng thuốc. Nhưng mà mấy ai mà dùng thuốc mà có hiệu quả đâu. Mọi người hiểu chưa? À, mà chính cái mà quan trọng là phải thực hiện, mặc dù là hai bác là lớn tuổi rồi, nhưng mà phải học cái cách đó là nhịn ăn. Dạ, có rồi thưa thầy. Rồi. Khi mà gặp được trên mạng gặp thầy đó. Đây. Là chúng tôi đã nhịn ăn 6 tháng. Là tốt quá. Trường đã hơi hốt giống như thầy. Hốt cùng kiến. Dạ. Trong cái ước ao của cái tuổi già đó, được gặp thầy chỉ động thầy tí thôi. Dạ. Vì thầy tôi cho chính là hòa đà tài thế. Rồi. Hai đứa nó về đây. Rồi. Thì thân xác này gửi lại cho thầy. Rồi trời ơi. Tôi nắng muốn xé, giật muốn kéo khỏe muốn. Lấy giùm, lấy giùm tay cho thầy ra đi, đi giờ cho cô này cô đi tốt chút xíu. Còn bác thì khỏi, bác thì tốt rồi. Đúng không? Nhưng mà ông bị cái xương sống cho thầy. Vậy hả? Công. Công kể. Cái bị đeo cơ. Đeo cơ. Thôi thì thầy chữa ông dùng cho tôi trước. Vì ông là sự sống của tôi. Bây giờ rồi. Tôi không mong cho tôi đâu. Bây giờ là hai người đi qua bên kia một cái. Đi bộ qua bên kia một cái. Rồi đưa gậy cho bác đi. Đi đưa gậy bác đi. Rồi đi qua kia một cái. Nè. Rồi bác đi qua đi. Hai người đi đi. Đi qua tới kia. Hai người đi. Rồi. Đi nha. Đó. Rồi đó. Ok. Được rồi. Đó đi. Chơi chơi đi ha. Rồi. Tới thằng kia cái bác ngồi trở lại, bác trai tới đây bỏ đai xuống. Rồi mọi người lấy cái đai ra đi, lấy cái đai ra có chuyện rất đã. Rồi đó được rồi đó. Rồi bác tới đây, rồi bác đi tới đây, bác trai thôi, bác trai thôi. Rồi vì yêu cầu của bác gái là cho bác trai đi trước đó. Ok. Ôi trời, đi cũng bị nghiêng vậy đó. Rồi. Lần này là khá rồi đấy thầy ạ, hôm tới không đi được cơ. Rồi bỏ nghỉ ra. Rồi đứng dậy đi, bác đứng dậy đi. Rồi qua thì tới chúng ta đó, tới chúng cái chân yếu vậy đó ha. Rồi mọi người thấy á, là tôi sẽ áp dụng cái ba chí tăng một á, tức là vài bữa mọi người muốn học thì học á, chỉ đơn giản vậy thôi là khác liền. Đó, một cái. Bác đứng thì không có dựng á. Rồi, đúng rồi này, xin đưa tới bước tới. Ok. Rồi, xếp lên trên tay vô này, đó, nhẹ vậy đó. Nhẹ. Tám chín tuổi rồi đấy thầy ạ. Mọi người biết á là đối bác nằm xuống đây, cái đầu em đây, đối với bác này á là nó có một cái là gì phải không? Mọi người thấy cái xương sống không hả? Rồi nằm đi. Rồi bác này á là chút xíu bị chỉnh cái lỗ tai lại, mọi người sẽ thấy bác đi không còn loạn trọn, cái đi loạn trọn là do lỗ tai. Rồi bác mì bắt đầu bác đừng gọi.
Bao nhiêu tuổi? 9 mấy? 89. 90. 90. 90. Gần 90 phải không? Gần 90. Đó. Rồi. Rồi mọi người học cái này chưa? Một cái tay bịch cái tay này ra. Nè. Còn tay này vỗ bên má nè. Mục đích của mình làm cái này để chỉnh cái sự mất cân bằng ở trong cái tay. Thấy không? Bắt đi mà bị loạn tròn là do cái tay này chứ không phải là do cái người. Thấy không? Mình vỗ vỗ thì giống như đồ đạc mình nó lộn xộn, mình vỗ vô nó xếp vô. Rồi em biết rồi, quay qua đây chưa vẽ truyền thống không, chưa cho ông đi đó. Rồi nghe tay nghe thẳng ra cỡ gì đó lớn tiếng. Đây xương cột, xương cột rồi. Ở body quần mấy? Dạ ở đây ở luộc rồi. Ở luộc rồi. À quý. Oh. Hồi xưa tôi đi luộc tôi ở đó 10 ngày. Dạ. Đi. Rồi bắt mình thẳng người ra. Đó làm thẳng ra đó. Thẳng ra. Ra. Rồi, quay trở lại ngũ bội tam tinh. Bị cái sống nó dính luôn à. Ra là bác này là phải kiên trì ghê lắm. Tức là phải, nếu muốn cho nó tái tạo lại thì phải nhịn ăn, hút không khí, chùm đá cho tích cực. Thì tới 100 tuổi thì nó chỉnh lại cái đường cung. Lúc đó sẽ trở thành tay trẻ. Cái cung xương của mình 10 năm nó tái tạo lại. Nhưng mà muốn mà tái tạo được bộ cung xương của mình á thì mình làm cái gì? Nhịn ăn. Chỉ cái đặc biệt của nó mình thấy nhịn ăn vậy, nhưng mà trong quá trình nhịn ăn á thì nó mới cái tế bào mà quỷ xương á nó mới làm tiêu hết những cái xương cũ, và cái tế bào mà sinh xương á thì nó mới sinh ra cái tế bào cái xương mới, thì lúc đó mới có cái bộ khung mới. Thấy không? Đâu gì đâu, đâu có đau đâu. Mấy nói chuyện ngay nói chuyện mà. Đấy. Rồi. Rồi, ngồi dậy được rồi đó. Đấy, cứ bình tĩnh nha, từ từ. Rồi. Bây giờ bác thấy sao? Thấy khỏe là sao? Nghe trong người sao? Thấy khỏe là muốn đi thử. Đi thử. Rồi, đâu bây luôn. Giờ mình sẽ cho người ta ra. Bây giờ cái quan trọng là mọi người sẽ thấy bác không có bị loạn trọng nữa đâu nha. Nhìn nè. Thấy chưa? Quá ok. Ok. Đó, tốt. Rồi, đi nhanh qua đây cái đó. Đi nhanh, bây giờ không có loạn trọng nữa đâu. Thấy chưa? Rồi, con gái phát biểu sao? Hỏi ông đi cô. À, hỏi ông rồi, ông con gái mừng quá rồi. Dạ. Ông sao? Ông thấy sao? Thấy khỏe lắm. Thấy khỏe rồi ha. Ơi. Cái hôm mới về á, bác tả lại cái cảnh hôm mới về bác đi kiểu gì? À thôi, nó đi không nổi. Bây giờ nhẹ nhàng ha.
Thôi, cảm ơn bác. Rồi, bây giờ bác sẽ đưa bác về ngồi đó, mời bác gái lên đây để giúp bác gái cái này. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.